chóng vánh quá mọi người, nó chóng vánh quá, nó lẹ quá, nó làm cái nguyên cái clip của tôi nó lẹ quá, tôi chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì hết. Còn đi chưa qua, chào mừng các bạn đã đến với Mét TV. Ok, thì hôm nay mình sẽ làm một cái video clip gây bất ngờ cho fan của mình. Cũng không biết bạn này có phải fan mình không nữa, nhưng mà bạn này đã là một bạn may mắn, follower may mắn trên Instagram của mình tham gia cái giveaway. Như các bạn đã biết là mình hay làm giveaway ở trên Instagram, thì nếu mà bạn nào muốn tham gia những cái giveaway sắp tới thì có thể follow Instagram của mình ở đây nè. Đấy, thì follow xong rồi thì nói tiếp ha. Thì mình hay làm giveaway trên, nhưng mà có một cái video clip trước đây thì mình có custom một cái đôi BTS Hunter Street. Thì cái đôi này mình có làm chung với lại bang con gái của mình. Thì custom chung xong rồi sau đó mình có hứa là sẽ giveaway cho các bạn fan may mắn. Thì mình làm giveaway này ở trên Instagram, vì trong cái thời gian đó mình không thể livestream trên YouTube được. Và mới cách đây mấy hôm thì mình đã làm giveaway xong, và hôm nay thì mình sẽ tặng cái món quà đó cho bạn đấy. Thì trước đây á, là mấy bạn trúng giveaway tương tự khác của mình á, thì ở tỉnh không à. Thì đợt này mình thấy là bạn trúng giveaway đợt này lại ở thành phố, nên là mình nảy ra một ý định, đó là hôm nay mình sẽ tự tay ship cho cái bạn này, cái bạn fan, bạn follower may mắn của mình đã trúng cái đôi giày BTS Hunter Street mà mình tự custom. Hôm nay mình cũng sẽ tự giao đến cho bạn đó luôn, và mình sẽ không nói trước cho bạn đó. Hồi nãy thì mình có nhắn tin cho bạn đó là em kiểu giả bộ á, mình diễn á, là em ơi hôm nay em có nhà không để chị giao cho shipper mang quà qua cho em. Thì bạn đó có. Thì bây giờ cũng đã tạnh mưa rồi, hôm nay chủ nhật mưa lắm mọi người, nhưng mà đã tạnh mưa rồi thì mình chuẩn bị đem qua để ship cho bạn đó. Mình phải giả vờ là một shipper, kiểu phải kiếm người đồng hành nữa, tại vì mình không thể lấy số điện thoại của mình gọi cho bạn nó được. Nhà bạn này thì ở Gò Vấp, là gần nhà mình, chắc là mình sẽ nhờ chị của mình cũng được, ghé ngang nhà luôn. Thì bây giờ sẽ lên đường. Để xem coi hôm nay nhưng mình có dám shipper không ta. Thì ra là không phải là một lần là mình đi ship cho người các bạn kiểu follower mình đâu. Hồi Tết mình có bán đồ, mình cũng tự đi ship rồi, nhưng mà cái lúc đó kiểu trời tối, thì hôm nay mình kiểu sẽ coi như là camera ẩn đi ha. Nói nãy giờ mấy bạn hiểu không ta? Nhưng mà bạn coi hết clip thì bạn sẽ hiểu nha. Kiểu như là mình sẽ tạo bất ngờ cho bạn đó. Còn nếu mà bạn nó không phải fan của mình thì cái clip này coi như là một ngày làm giao hàng của MTV. Không sao. Thì mình tin là mình sẽ gặp được fan của mình. Yeah. Tay công. Đây là cái hộp mà đôi giày mà mình đã custom đó nè. Bạn nhớ không? Coi clip của mình nhiều thì chị biết à. Đôi giày Việt Nam yêu nước gì đó thứ. Đây là đôi bánh mì của mình nè. Đôi này mình làm, đôi kia là ban con mình làm. Thì đôi giày số 38, bạn nữ đó trúng chắc chân cùng số 38 á. Ok, giờ sẽ đóng gói lại đem đi đây. Để trông giống một shipper. Thì đáng lẽ là mình có một cái áo mà nó hơi giống áo của Grab á, nhưng mà mình để đâu mất tiêu rồi, nên là hôm nay mình sẽ bận đồ sao nhìn nó giống mấy bạn kiểu nhìn nó bình thường nhất á. Thì mình sẽ chọn cái áo của Rebel Nerd, áo t-shirt màu đen bên trong đấy, xong một cái áo sơ mi flannel đỏ đen, caro đỏ đen ngoài, rồi đeo một chiếc ba lô Fadeaway mà ba lô kiểu full đen ấy, nhìn không có gì đặc biệt. Xong rồi mang một cái quần jean của La Global mình mua ở một shop ở Trung Quốc mà thông qua Lazada đấy, cái quần jean rách ở dưới này, cắt nửa bên dưới. Bộ này thì nên mặc ngày nào ta, mang giày thôi mang giày đen đi, tại vì theo mình thấy là trời bây giờ rất là bùng, sau cơn mưa thì thường có sình lầy, mình sẽ chọn giày đen kết hợp với đôi Adidas của Blackpink á. Ok, đi thôi. Bạn ơi, mình tới đây, bạn đã quên mất chưa rồi, bạn sợ bạn địa chỉ rồi đó. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi từ quận 7 về với lại về lại quận Gò Vấp nha mọi người. Ok, đây là 6:47. A few moments later. Trời cũng mưa lâm râm mọi người, nên ướt người hết trơn, tóc tai ướt nhem nhẹp. Giờ mình sẽ gọi điện cho bạn đó trước, để coi bạn đó có ở nhà không, rồi ship tới nơi. Bây giờ phải nói giọng sao ta?
Alo, dạ có phải số điện thoại của anh Thư không ạ? Dạ, dạ mình ship đồ cho bạn ở quận 7 à. Bây giờ bạn có ở nhà không ạ? Dạ đúng rồi, ở Gò Vấp ạ. Mẹ bạn nó nhận điện thoại mọi người. Làm tôi giả giọng. À, chị hai, mẹ kêu là mẹ bạn nó kêu là tới điện lực gì đó, đi cái hướng điện lực. Thằng tới ngã ba, tới cái quán lẩu dê, đứng ở cái quán lẩu dê. Bạn nó ra. Biết đúng không? Em nghe em tạm không hiểu gì hết, em cứ giả vậy thôi. Cho giống người biết đường. Lấy. Tại vì trời mưa nên mình phải cất đồ vô cốp để cho nó không có là ướt. Cái quà của anh ta mình ướt được, quà anh ta không ướt được. Đây hả? Ok. Rồi. À, bạn Thư đúng không ạ? Dạ mình tại vì mình gửi à, chị à, mình gửi đồ xong rồi giả làm shipper mà cũng ngờ chị chuẩn bị tâm lý hả? À, cảm ơn bạn tham gia cái quay mình nha, cảm ơn rất là nhiều nha. À, bạn nhận ra em không phải tham gia cái quay không vắng vắng quá nhận ra kiểu tham gia cái quay á xong rồi à, nó chóng vắng quá mọi người, nó chóng vắng quá, nó lẹo quá, nó làm cái nguyên cái clip của tôi nó lẹo quá, tôi chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì hết, tôi đang ngồi nói chuyện nữa, nó tới nơi, ủa sao tới thui vậy? The next day. Ok thì đây đã là sáng ngày hôm sau rồi, nói chung là cái buổi này mình quá sức tưởng tượng quá thì mới đầu là mình sẽ kiểu nghĩ là mình tưởng tượng ra rằng cái viễn cảnh là lúc mà mình giả làm mà shipper thì sẽ gặp bạn đó, chắc là sẽ có xíu lúng túng xong rồi kiểu cả hai sẽ bắt mặt mừng cảm ơn nhau thứ bla 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 xong rồi, hoặc là nếu mà bạn nó không phải là fan thì nó sẽ kiểu đơn giản là ồ shipper gì mà cầm máy quay theo với các thứ, nhưng mà mình vẫn không tưởng tượng ra được là cái cảnh đó lại là một cái cảnh đầy sự lúng túng như vậy. Nói chắc là bạn nó cũng hết hồn, sorry bạn. Sau khi mình về thì nói chung là nó diễn ra quá nhanh. Mình thì cũng hết hồn tại vì mình không có biết được là cái chỗ nhà bạn nó ở ngay chỗ đó. Thế mình cũng đang nói chuyện với chị mình, cái chị mình nói kìa tới rồi, mình hết hồn lỡ đồng chúng bay. Đấy, xong rồi kiểu bạn nó còn đứng với mẹ nữa. Mình không biết mẹ hay chị nhưng mà nhìn trẻ lắm nên mình xưng chị mà không biết là mẹ hay chị tại. Xong rồi cái kiểu các bạn biết cái cảm giác mà một cái đứa đầu hồi nhượng cái màu không giống ai này đi gặp một bạn nhỏ thì sẽ có cái gọi là cái tâm lý tự cảm giác mình là con bồ mọi người, nên là mình cũng sợ là phụ huynh sẽ kiểu không thích á, nên là mình hơi rén mình kiểu chị dám là kiểu rung đưa quà bạn bè xong rồi các thứ rồi quay chào phụ huynh xong rồi mình cũng sợ không dám nói gì hơn á, để kiểu cũng cảm ơn nhau rồi đi vô thôi, nên là nguyên một cái video clip một cái đoạn tặng quà là cái đoạn chủ yếu tặng quà hơi nhanh. Sau khi mình về thì bạn ấy cũng có nhắn tin với mình là chị ơi kiểu em bị bất ngờ quá, em không ngờ là chị đem quà tặng cho em, chính tay chị đi ship như vậy, em không ngờ nên là em không chuẩn bị tâm lý gì hết, nên em bị run rồi cả thứ. Mình cũng vậy đó bạn, nói chung là không sao đâu bạn ơi, hiểu lại do mình muốn tạo bất ngờ nhưng mà có vẻ là nó hơi quá nên là cả hai đều bị sững. Ok thì mong là sau này mình sẽ có nhiều cơ hội làm một cái video clip đại loại như vậy hơn mà nó sẽ có một kết quả gọi là hoành tráng hơn chẳng hạn. Để xem coi lần tới mình sẽ giveaway cái gì ta. Nói chung là các bạn cứ follow mail Instagram của mình. Mình cũng muốn làm giveaway trên YouTube lắm nhưng mà cái phần YouTube á thì cái việc mà lọc comment thì mình chưa có phần mềm để lọc comment để chọn người chiến thắng. Nên là mỗi lần mà hồi xưa mình làm giveaway trên YouTube hay nó hay bị kiểu lập cập á, nên mình mới chuyển qua làm giveaway trên Instagram. À, nếu các bạn muốn tham gia giveaway nhiều thì cứ follow Instagram của mình không sao hết. Còn nếu các bạn thực sự muốn giveaway ở trên YouTube thì có thể để lại bình luận, mình sẽ suy nghĩ. Ok, cảm ơn các bạn đã xem hết video clip này. Cảm giác các bạn như thế nào và các bạn thấy cái video clip này như thế nào thì có thể để lại bình luận bên dưới nha.
Còn bây giờ thì like, share, subscribe nếu các bạn thấy thích MeTV, cũng như là nhấn cái chuông cái bên nút đăng ký để nhận được mọi thông tin mỗi khi mà MeTV clip mới. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã xem hết video clip. See you.